xin chào tất cả các anh chị em công ty SCB. Năm mới thì anh cũng đại diện công ty, ban giám đốc công ty gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các anh em trong toàn thể công ty. Chúc anh em một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, mọi điều được như ý. Và năm mới thì tất cả cũng sẽ mới đi. Thì dầu có cái gì xảy ra, hay là những cái tất cả những cái con đường nào mình lựa chọn, hay là cái công việc mới của mình hay là công việc cũ của mình cũng phải phấn đấu rất là nhiều. Và anh xin đại diện công ty chúc tất cả các anh chị em ở đây một năm mới sẽ có nhiều thay đổi mới và thật nhiều may mắn hơn. Xin cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn anh Lê Triều mỗi lần đã vừa phát biểu cũng như đem lời chúc tốt đẹp nhất cho năm mới đến tất cả các anh chị em công nhân. Thưa quý vị thân mến, và trong chương trình hôm nay chúng tôi cũng rất là hy vọng rằng tất cả các anh chị em chúng ta có những ca khúc thật hay để chào đón một mùa xuân mới. Xin mời tất cả các anh chị chúng ta hãy cùng đăng ký và tham gia trực tiếp với lại ban tổ chức chúng tôi để chúng tôi bố trí và sắp xếp. Về phần giải thưởng thì chúng tôi cũng xin được công bố gồm có 4 giải. Giải khuyến khích. Xin lỗi quý vị, giải khuyến khích thì gồm có 5 giải. Và giải 3 5 giải, một giải trị giá 100.000. Và giải 3 là một giải, mỗi giải trị giá 200.000. Giải nhì, mỗi giải trị giá 500.000. Và giải nhất đặc biệt là 1.000.000. Không biết là chị nào may mắn. Và bây giờ là phần giao lưu văn nghệ ở tại buổi tiệc tất niên của công ty S&P. Trước tiên chắc là Trọng Khanh cũng xin được mạn phép thay mặt cho tất cả các anh chị em gửi đến cho toàn thể lãnh đạo ban giám đốc của công ty S&P với ca khúc đầu tiên, ca khúc Đón Xuân. Xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Tất cả các chị chúng ta cũng mạnh dạng bởi vì trên sân khấu có hỗ trợ màn hình để cho tất cả các chị chúng ta thể hiện những ca khúc của mình. Thank you.